Và ở đây thì chúng ta có thể thấy là những người lính pháo binh thì họ ở phía xa, xa hơn của mặt trận. Cho nên là cái cảm nhận về cái cuộc chiến cũng khác với những người lính bộ binh mà chúng ta thường gặp. Và mặc dù cũng có hy sinh, cũng có vất vả, nhưng mà dù sao thì ở trong cái pháo binh quả thật nó cũng rất hào hùng, đúng không anh? Vâng. Và theo như anh, cái thời gian mà ở bên ca nhiều như vậy thì cái lính pháo binh của mình, cuộc sống có vất vả không anh? Thực tình mà nói là cái thời gian mà ở bên Campuchia ấy, thì nói về cái người lính ấy thì không vất vả bằng ở phía Bắc đâu. Dạ. Bởi vì cái điều kiện chiến trường mỗi nơi nó một khác. Thứ hai nữa là dù sao mình cũng có những cái, tuy rằng là xa, nhưng mà cái điều kiện để cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thì cũng có đều đặn ấy hơn, là cũng không như là ở phía Bắc. Tuy rằng thời gian ở phía Bắc thì cũng không được dài, nhưng mà nó khắc nghiệt về thời tiết, rồi kể cả như vậy là nhiều khi mùa mưa lũ thì lũ xuống rồi là lương thực, thực phẩm không kịp thời. Chị, tôi nói chị là hồi xưa, hồi tôi bé, tôi nhỏ người như thế này, nhưng mà chị cứ hình dung là hồi tôi ở phía Bắc ấy, bọn tôi đã đem những vác bao tải gạo hàng tạ, không biết là một tạ hay là 80-90 cân đấy. Thì bây giờ chỉ anh em nhớ lại, tôi nghĩ lại, tôi không tưởng tượng nổi là tôi ấy được. Nhưng mà anh nào cũng phải vác mỗi người một bao, mà bọn tôi còn phải vác qua suối. Nhưng mà khi lội qua suối thì nước nó cao, thì mỗi người một bao, nhưng mà là đến chân suối thì là mình dừng lại, nhưng mà khi mà qua suối thì lại phải có một người khác lại phụ, một người đỡ và mình vác đi. Đấy, bây giờ tôi nghĩ lại, bây giờ tôi bé như thế này mà không biết sao mà ấy nổi. Và một cái điểm thứ hai nữa là khi mà tôi ở chiến trường ca thì tôi cũng nghĩ lại là bây giờ người ta có thể không tin nổi tôi, nhưng mà khi mà tôi mà đã đi chiến đấu, đi hành quân, đi đo đạc, đi đâu thì anh em là người nó chỉ có gọi là xin tôi là anh em nghỉ lại đi giải lao, bọn em mệt lắm rồi. Tôi nhỏ người như thế nhưng mà anh em không ai đi vượt qua nổi tôi. Tôi cứ lầm lũi tôi đi như thế. Kể cả có những người lạ, người ta còn chia đùa bảo ông ấy nhỏ thế sao mà ấy được. Mà mấy anh em lính bảo tôi thôi đừng có ấy, tí nữa mày đi thì mày sẽ biết. Mày phải xin anh, muốn nghỉ đi nghỉ thì phải xin anh. Thì có nghĩa là anh em cứ phải theo đuổi tôi. Chứ tôi thích cho nghỉ lúc nào thì tôi nghỉ, hoặc mệt thì tôi nghỉ. Nhưng nhiều khi là chưa đến lúc nghỉ là mình chưa nghỉ được, anh em đi thì không thể nổi theo tôi. Đấy, có thể nói là anh có một sức khỏe rất tốt. Vâng, đúng, hồi tôi sức khỏe dẻo dai lắm, tôi đi bộ rất là nhanh, tôi đi nhanh mà dai. Đấy. Khi ở phía Bắc thì là anh ở tỉnh nào anh có nhớ? Tôi ở tỉnh Quảng Ninh, tôi ở huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, xã Yên Than, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Và khi đấy thì cũng ở pháo binh. Không, hồi đấy là tôi ở bộ binh nhưng mà lại ở đơn vị hỏa lực, tức là có cối và có 12-7. Đấy, cũng xuất phát từ cái 12-7 thì người ta hiểu rằng là đó là cũng là pháo, nhưng mà pháo bé, cho nên là chọn những người đã từng ở pháo đi học đào tạo sĩ quan cấp tốc. Đấy, là chọn anh từ cái 12-7. Khi mà anh ở 12-7 đấy thì đã có tham chiến trận nào không? Chắc chưa. Đã chưa, chúng tôi đang huấn luyện thôi. Chưa có tham chiến gì, nhưng căn cứ vào cái kết quả huấn luyện hay là như thế nào mà họ lại lựa anh vào pháo? Căn cứ là như thế này, căn cứ vào là tức là cái chỉ ở trên đấy là người ta cứ nói là chọn được các đơn vị phía trước ấy. Là cử xạ thủ giỏi mà ở từng đơn vị, các đơn vị pháo hoặc là đơn vị 12-7 tiêu chí, tức là từ cối hoặc là 12-7. Từ là bé nhất trở lên là chọn cho một người kiểu có năng khiếu, hoặc là đã từng là xạ thủ, hoặc là có năng khiếu, hoặc là giỏi thì là đi học, chọn đi học. Thì tôi đi học, khi mà tôi về học thì đúng thầy tình mà nói là tôi ngỡ ngàng bởi vì là 12-7 nó chỉ là rất đơn giản thôi, chứ còn học trong pháo binh, những người ở đơn vị pháo người ta có một, người ta đi học thì người ta có một cái ưu thế, người ta đã hiểu biết được góc tầm, thước tầm đấy, như thế. Nhưng mà ở đây thì chưa. Nhưng mà khi tôi về thì tôi cũng có một cái năng khiếu kiến thức ở phổ thông, cho nên là tôi đi học thì nó cũng rất nhanh. Tôi học thì cũng toàn là những được điểm cao. Đấy, tuy rằng là một người bộ binh mới hoàn toàn. Đấy, những bộ binh tân binh. Nhưng mà khi mà tôi, kể cả khi tôi sang chiến trường thì tôi đi làm cũng phải tự hào rằng là
Nói thật với chị là bây giờ nếu mà nói về chuyện chiến đấu, nói chiến trường tôi thì là rất thích. Tôi là tôi thêm nói thêm ngoài một chút, chính tôi là người đầu tiên khởi xướng ra cái chuyện là anh em ở trung đoàn gặp mặt, anh em chúng tôi lâu nay gặp mặt được lại với nhau. Đấy, khi đó thì vợ chồng tôi lên thăm một cái anh, một cùng vợ chồng tôi cùng một anh bạn nữa ở dưới Hậu Lộc lên thăm một cái anh trung đoàn phó về kỹ thuật ở trên Thạch Thành. Thì chúng tôi đi đến nơi, tức là đến 9 giờ tối rồi, nhưng mà chúng tôi bị à thủ săn và tôi, anh ấy bàn là ở lại, quay trở lại phố cát, nhưng mà tôi bảo không, đi chủ mục đích là đưa lấy là phải đi đến tận nơi. Đó cũng là một cái nó thể hiện nó một cái tinh thần người lính của tôi. Thì tôi lên đến nơi thì nửa đêm 12 giờ anh chị đã đang đón chúng tôi đấy rồi, làm nồi cháo rồi đón chờ, thì có cả ông anh, thế là anh mừng lắm, phấn khởi lắm. Thì rất là phấn khởi. Và là sau cái lần đấy thì tôi đưa ra một cái đề xướng là gặp mặt anh em, hội tìm cách để liên lạc. Nói chung là những người lính nào chiến trường thì ai người ta, hầu như ai người ta cũng tâm huyết về cái chuyện cuộc đời, cái đó là một quãng thời gian cuộc đời của mình mà chị. Nó đẹp nhất. Đẹp nhất mà hay nhất. Bây giờ cứ nói đến chiến trường Campuchia hoặc kể cả những chiến trường khác, nói về người lính là tôi rất thích, là tôi rất thích nghe. Nếu mà nói chuyện với tôi thì có thể nói chuyện cả ngày. Có một lần chúng tôi đi đo đạc ở trên khu vực Sầm Rông. Đơn vị tôi tổ chức đi là 30 mấy người. Vừa đi đo đạc vừa có tổ chức đi đo nữa. Sau đấy thì hôm đấy chúng tôi lại đo, tôi lại tổ chức cho anh em là đo ngược trở lại cái hướng về. Ngày hôm đấy dự toán, dự kiến là phía dưới là có người ở dưới trung đoàn lên và có xe ở phía hậu cần phía sau lên. Thì chúng tôi tính là đi đo ngược về sau. Sau đó thì là sẽ xin xe. Khi mà mình đo xong xuôi thì xe lên, thì tức là mình đang đo, nhưng mà khi là xe người ta lên đến nơi thì là lên đến nơi lúc nào thì mình về lúc đấy. Thế hôm đấy thì là chúng tôi đến cái xe, thấy xe từ xa người ta lên rồi, thì chúng tôi đứng thành hai toán, hai nhóm. Thì một nhóm trước thì là đứng xa hơn, là gần xe hơn lên, thì chúng tôi là nhóm đứng sau, tôi ở đứng sau. Nhưng mà hôm đấy thì là anh em nó lên đến toán đầu tiên nó lên, thì sau đó đến xe nó chạy lên cái chỗ toán của chúng tôi thì nó không dừng, xin không dừng. Thì lúc đấy là xe là của bộ đội Campuchia chứ không phải xe trung đoàn, tức là trung đoàn tôi chỉ gửi đồ về ấy họ thôi, bởi vì lên khu vực trên đấy thì cũng không đi nhiều xe không được, không cái tổ chức bảo vệ không được, nên chúng tôi gửi trong đấy, cho nên là nó không dừng. Hôm đấy không dừng, cuối cùng anh em chúng tôi còn mấy anh em chúng tôi phải đi bộ về. Khi đi bộ về thì chúng tôi qua một cái phun khát nước quá. Đấy, buổi chiều chúng tôi mới vào xin dừa uống. Chúng tôi thường là đi là chúng tôi cái nước không có thì chúng tôi toàn hay xin dừa nó nhiều. Xin dừa uống thì vào cái nhà đấy thì nó khó tính, nó không cho. Hầu như lần nào chúng tôi đi ấy thì xin ở đâu thì người ta cũng cho, nhưng mà lần đấy thì người ta không cho. Hỏi thế là cái anh bộ đội địa bàn người Việt Nam ấy, người ta nói bảo vợ chồng là nó không cho, nó khó tính, nó không cho là vì nó mới mất được đứa con, cho nên hai vợ chồng không cho. Thế chúng tôi thôi bảo thôi mấy thôi, nhưng tôi nghỉ ngơi tí rồi là ấy, tôi nghỉ ngơi xong anh em phải đi những nhà khác nhưng mà cũng không có. Thế người như lúc xong bắt đầu thì sau đấy thì anh bảo là cô vợ ấy bảo tôi ra trèo bứt mà xuống mà uống, họ cho bứt. Anh em người ta cũng giải thích là anh em bọn tôi đi đo đạc chuẩn bị kiếm tiền để đánh quân Pốt, nhưng mà vì khát nước, nó hết nước uống rồi thì, nhưng mà lúc đầu người ta không cho vì ta mới buồn, sau này thì cô ấy thì cho. Thì anh em mới trèo lên bứt lên cả hai cái buồng dừa xuống. Bứt dừa xuống thì khi chặt ra là anh em thích lắm rồi, cái dừa chùm dừa xanh thì rất ngon, anh nào cũng ấy hào hứng. Khi chặt ra thì chặt ra quả nào cũng điếc hết, không có một tí nước nào, còn đúng duy nhất mỗi một quả. Đây tôi nói kể chuyện chị như thể là nó như thể là một cái chuyện sắp đặt, nhưng mà không phải là ấy. Còn mỗi một quả thôi, thì một quả này thì lại cũng rất đẹp, nhưng mà lại chỉ có đáng ra một quả thì nó đầy nước hoặc nó gần đầy nước, một quả này chỉ có một ít nước thôi, không đủ uống. Thì tôi nhường anh em uống và bảo thôi chúng mày uống đi. Đấy, nhường cho anh em uống mỗi người hớp. Sau đó thì chúng tôi đi về thì về cái chỗ điểm tập kết. Thì hôm đấy về thì đi xong đấy thì anh em nấu cơm sẵn rồi, chúng tôi chỉ việc là chờ ăn cơm. Nhưng mà anh em mới bảo thôi đi, anh đi tắm rửa đi, tất cả mọi người bảo đi tắm rửa. Hôm đấy thì anh em nó lại xách nước cho tôi tắm. Với chị là anh em chúng tôi bộ đội thì không có cái chuyện đấy đâu, mà thường là ai cũng là bất kể từ người sĩ quan lớn hoặc là những người chiến sĩ là đều bình đẳng ấy hết, thì chúng tôi là phải tự ấy lo thân thôi.
xách nước tới tắm, bảo anh đi tắm, em lấy sẵn nước đi rồi, nó động viên. Thế sau đó thì ăn cơm, tắm xong thì đi ăn cơm, thì anh em nó lại cái thấy quay là nó hỏi chuyện lung tung, xong bắt đầu nó kiểu, tôi nghĩ lại sau đó thì nó cứ rào đón cái nọ kia. Sau đó thì tôi mới biết là anh em nó mới đưa cho tôi một cái lá thư thì anh em nó không bật được bóc ra, nhưng mà có điện điện ở đấy. Hồi đấy tôi là đại đội phó rồi, rồi còn khi tôi đi thì có một anh đại đội trưởng thì ở đơn vị, thì người ta mới điện lên cho tôi, vì bọn tôi đi đem theo cái máy hữu tuyến 15W đi, đến giờ đến phiên thì tôi liên lạc, thì anh ấy có điện lên cho tôi, nhưng mà anh em nó mới đọc cái điện. Thì là cái anh bạn này tưởng là tôi nhận được thư, tôi đọc thư rồi, nhưng mà anh mới nói rằng là bây giờ là nếu mà Tuấn về thì trung đoàn cũng muốn cho Tuấn về, nhưng mà chỉ sợ là không hoàn thành được nhiệm vụ. Bây giờ ông tốt nhất là ông cứ hỏi anh Lập với là Xuân, tức là cái anh đấy là anh trợ lý của trợ lý ban pháo của trung đoàn, với là Xuân là một trung đội trưởng đấy, là cũng là trung đội trưởng chính xác, thì đi thì bảo xem có đảm đương được nhiệm vụ thay Tuấn không, thì trung đoàn cũng cho về. Vì tôi mới sang phép được một tháng thì tôi đi đo đạc ở bên đấy, thì khi mà tôi tức là anh em nó hôm đấy là nó rào đón, và sau đó thì tôi đọc bức điện lá thư là tôi có đứa con gái mất, cháu bị chết đuối đấy. Thì cái lá thư này thì là bức điện là bà chị gọi là chị rất thân với vợ tôi làm ở công ty điện máy, chị điện. Và một lá thư thì do ông anh cả tôi viết. Thì bức điện thì bà chị cứ điện, người ta nói không điện nhưng mà cứ điện, chị bảo trước sau thì cũng biết, cho nên chị điện để trung đoàn thì cũng ấy thì cũng đưa. Thì hôm đấy thì đưa, thì anh bạn anh đọc điện xong đó là anh gửi lên, anh nói tôi là cứ ấy đi, vì tôi mới xong phép. Thì trung đoàn cũng cân nhắc là không phải là vì cái chuyện là về Tết mà ấy đâu, đây là họ vì tôi mới xong phép một tháng mà lại sắp đến Tết rồi, cho nên là họ cũng cân nhắc, họ biết là đây là do tình hình thực tế như thế. Xong thì sau đó thì tôi mới hỏi cái anh trợ lý với là cái chú mà trung đội trưởng, bảo bây giờ tôi cái việc như thế thì có đảm đương được nhiệm vụ hay không thì để tôi về. Thế là anh ấy bảo Tuấn cứ về thì cứ về, bây giờ Tuấn về tôi đảm bảo tôi với Xuân đấy cho anh trợ lý đấy, đó là trung đội trưởng. Thì tôi cũng chưa kịp nhận được điện của mặt trận lần sau nữa, của trung đoàn lần sau nữa. Hôm đấy thì tôi mới cử theo một anh chiến sĩ nữa về Hà Tĩnh đi cùng tôi, hai anh em ba khẩu súng. Còn tôi đi đón xe ra nhảy xe, hôm đấy tối rồi, nhưng mà sáng sớm ngày hôm sau tôi đón xe nhảy từ trên khu vực đấy về, nhảy xe đấy về đơn vị. Thì bọn tôi 3 ngày nằm dọc đường mới về đến đơn vị. Cũng có những cái chuyện mà mình khó giải thích là sau một cái tuổi trẻ cống hiến hào hùng, anh quay trở lại và tiếp tục một cái công cuộc xây dựng đất nước cũng như là mưu sinh cho gia đình. Rồi đến bây giờ thì xã hội cũng có rất là nhiều những cái điều thay đổi, và đặc biệt là dư luận bây giờ thì rất đa chiều. Và nó cũng có những cái điều mà tôi nghĩ rằng là với những cái người lính mà cuộc sống đơn giản, chỉ biết xông lên và với nhiệm vụ và là chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ thôi. Vâng. Thì cái cuộc sống bây giờ nó có rất là nhiều những cái điều mà nó khác như thế. Và thậm chí là đôi khi anh quan sát thì anh cũng sẽ thấy là người ta hoàn toàn không phải là chỉ nghĩ như vậy và làm như vậy. Thì có khi nào anh thất vọng không? Có chứ chị. Tôi thất vọng là vì như này này, tôi thấy nó không như là cái mơ tưởng mà tôi nói chị, là những ai đã từng qua đời quân ngũ, đời lính rồi thì cái tư tưởng đạo đức về cái tư cách nhân cách của người ta nó cao hơn những người, tôi có thể là nói là như thế, cái tác phong của người ta nó cũng cao hơn những người không để qua quân ngũ. Kiểu chứ trong quân đội người ta rèn luyện chúng tôi, tuy là lính chiến đấu nhưng mà bọn tôi vẫn phải vẫn phải điều lệnh, học điều lệnh và vẫn thực hiện điều lệnh quy định của quân đội, của người chiến sĩ. Cho nên chúng thấy là về đời thường thì nó khác, kể cả ví dụ như sinh hoạt đảng,
hàng tháng thì nhiều khi là bận làm ăn thì ông bí thư đảng ủy công ty thì nhiều cái ông cũng làm thay, viết bản kiểm điểm về này khác, ông chỉ thông báo qua thì ông làm thay giúp, còn anh em mải làm ăn đấy. Cho nên là nhiều cái nó tôi thấy nó không nghiêm họp, thì lâu lâu ở đây hàng tháng thì phải họp sinh hoạt lần, đây có khi 2-3 tháng sinh hoạt lần, tôi thấy nó khác, nó không được như ở trong quân đội. Tất cả mọi giấy tờ về liên quan đến quân đội, từ khi tôi học sĩ quan ra cho đến thăng quân hàm, bổ nhiệm chức vụ này khác, chứng nhận thời gian công tác dài hạn Campuchia, giấy chứng nhận khen thưởng tôi đầy đủ hết. Khi tôi về tôi đi làm chế độ ở bảo hiểm ấy, thì người ta cô ấy bảo là cái này không phải, cái này là cái thật, cái này là nghi là làm giấy giả. Thế chú ở cơ quan chú dẫn đến, nhưng mà chú lại không nói giới thiệu đấy là của tôi, vợ chồng tôi đến. Nhưng mà cô này nói về sau cứ nói mãi, chú bảo là đấy là thật đấy chị ạ, à, đây là cái người này là thật, không 100% không ấy đâu, không phải giấy tờ giả đâu. Cô xem cô bảo lạ, cô làm nghề bảo hiểm đấy bao nhiêu năm chưa bao giờ cô thấy ai mà giấy tờ đầy đủ mà như thế này. Cô bảo tất nhiên là tôi xác nhận, nhưng mà cũng phải gửi lên bộ quốc phòng người ta xác định đủ quá được là số hiệu giờ. Vâng, số hiệu sĩ quan mà sĩ quan có số thì số hiệu thì người ta xác định thêm. Hồi tôi về nghỉ 41 chế ngộ theo nghị định 41 của chính phủ, giấy tờ tôi đầy đủ hết tất cả cái thứ, bây giờ tôi ép plastic hết, tôi vẫn khoe, kể cả những cái mà giấy tờ mà kia chẳng hạn bảng bắn rồi là các cái cách đo đạc này khác ở trong ấy tôi đều có một trong cái quyển sổ, hoặc là tôi có quyển nhật ký mà tôi trước đây tôi ghi cụ thể lắm, sau này tôi mới lược tôi tóm tắt, tôi không tóm tắt chứ tôi không ghi dài dòng đấy. Tôi vẫn... Nếu mà ngày đấy mà anh mà lọt vào mắt xanh của một nhà báo có tài nào đó, biết đâu lại cũng xây dựng nên thành một nhân vật nào đó nổi tiếng cũng nên. Vâng, tôi nói là... thật chị là tôi nghĩ như thế. Nếu mà chắc chắn ai mà biết được cái hoạt động của tôi thì tôi không cần phải nói nổi tiếng, nhưng mà nếu người ta biết được thì chắc chắn họ sẽ làm một cái bài viết, họ sẽ nói, họ sẽ dùng tôi để lấy tài liệu từ tôi để mà làm một cái bài viết của chúng những người lính ở Campuchia. Tôi chỉ muốn rằng là người ta biết nhiều đến chúng tôi, không cần biết nhiều đến cá nhân, nhưng mà người ta biết đến chúng tôi ở Campuchia, chúng tôi đã phục vụ như thế nào và đơn vị chúng tôi đã phục vụ như thế nào chiến đấu, bởi vì chúng tôi chiến đấu là chiến đấu tập thể đấy. Cho nên là muốn, tôi cũng rất muốn biết là người ta biết đến một cái đơn vị pháo binh thì mình vừa đã giải thể, nhưng mà hồi đấy là nó cũng nổi tiếng, bởi vì pháo của chúng tôi là của mặt trận. Mặt trận đấy là thành lập ra để đánh, cũng bóc tách từ quân khu 7 ra, thành lập một cái mặt trận sang để giúp bạn đánh quân Pol Pot, lực lượng cuối cùng ở Campuchia. Từ lúc đến giờ thì nói với một lòng đầy tự hào, nhưng mà anh vẫn chưa giới thiệu đơn vị của anh. À, tôi là ở... Khi mà tôi về thì đơn vị điều tôi về làm trung đội trưởng trung đội trinh sát đo đạc của đại đội 19. Đại đội đó là đại đội chỉ huy của trung đoàn. Trung đoàn pháo thì nó có một đại đội chỉ huy đấy. Đại đội 19 của trung đoàn pháo 488 mặt trận 419. Đấy, đơn vị của tôi. Như vậy là đơn vị của anh nó là một cái trung đoàn pháo. Vâng. Chúng tôi cứ gọi là pháo mặt trận. Bởi vì là trong mặt trận đấy nó có nhiều sư. Pháo của họ thì pháo 105 thôi, pháo bé thôi, chứ pháo của tôi là pháo lớn. Pháo anh là pháo tầm xa, pháo chiến dịch, pháo xa. Vâng, rất là cảm ơn anh. Trong một cái buổi nói chuyện thì cũng không dài lắm, nhưng mà cảm nhận ở anh một cái hào khí của người chiến sĩ và một cái tinh thần trách nhiệm, quả cảm của người chỉ huy. Mặc dù là cũng chỉ huy cấp đại đội thôi, nhưng mà đại đội trinh sát là nó cũng kinh khủng đấy. Đấy, đại đội của chúng tôi là cũng là tương đương với tiểu đoàn. Nhưng mà pháo, các cái tiểu đoàn pháo có đánh nhau được hay không là do chúng tôi. Đấy, lại phải do chúng tôi. Phải do trinh sát đoàn. Con mắt mà. Và bây giờ thì thực sự cũng không biết nói gì hơn. Cũng chỉ mong là anh có sức khỏe. Và những giai đoạn ở cuối này, bây giờ cũng là một cái tuổi trên 60 rồi anh nhỉ? Tôi chưa đến. Chưa đến 60. Tôi năm 59 thôi. Mới 59 thôi. Vâng. Thì cũng là bước nốt cái quãng đời còn lại của mình an nhiên. Vâng. Nhưng tuy nhiên thì tôi cũng thấy là
mình rất cần duy trì cái khí thế tiến công của người chiến sĩ, và dù trong bất cứ tình huống nào thì cũng vẫn phải cái tích cực phải chiến thắng cái tiêu cực. Cho nên cũng rất là mong anh giữ được cái bản chất của anh một đội Cụ Hồ và cái khí thế tiến công của người chiến sĩ mà như anh nói đó, tức là cái bản chất của người lính chiến. Mình thì bộ đội Việt Nam thì gọi là lính chiến, nhưng không phải là người lính sinh ra để đi đánh nhau, gọi là một cái nghề, mà người lính của mình là người lính theo tiếng gọi của đất nước. Cho nên là không những nhân dân ghi nhớ mà còn phải mang ơn những cái người đã đóng góp ở trong quân đội và những cái cuộc chiến bảo vệ đất nước. Như anh là một con người cụ thể. Thế và có lẽ là anh cũng ít được biết về chiến trường ca của mình, đúng không anh? Vâng, chúng tôi bởi vì là ít có những tin tức mà nói về chiến trường, ít nói. Chúng tôi mong rằng là về sau này thì các cái thế hệ mà thời chống Mỹ ấy, thì về cũng khuất dần. Rồi đến cái lúc này nói nhiều đến cái thế hệ chúng tôi, tất nhiên là cũng không phải là người ta quên đi. Giống như thể là những cái thế hệ thời Điện Biên Phủ bao giờ cũng nhắc đến. Rồi sau này thì những cái thế hệ sau này thì nhiệm vụ rồi công việc của những người lính ở các thế hệ thì cũng sẽ được nhắc nhiều đến. Mà tôi cũng muốn là làm sao có được nhiều bài viết phóng sự nói về những người lính ở chiến trường Campuchia. Đấy, thì chúng tôi là những người lính là tình nguyện. Đảng và nhà nước ta sử dụng cái từ đó rất chính xác, rất đúng, là người lính tình nguyện. Mình nói như chị nói theo, tức là mình là người lính tình nguyện để cứu giúp người ta, chứ không phải là một cái nghề đánh nhau. Đấy, đấy. Cho nên là giúp bạn thì cũng là cứu chính mình. Vâng. Ở đây thì nó cũng có một cái vấn đề, cũng không phải riêng anh mà cũng rất nhiều người nói về cái chuyện là ít nói lại, ít nhắc đến những cái cuộc chiến của mặt trận ca hay là mặt trận biên giới phía Bắc. Mặc dù có thể là từ cái thời đánh Pháp thì chúng ta cũng đã biết rất là nhiều, nhưng thực ra nó cũng có cái đặc điểm của nó. Ví dụ như là ngay sau cuộc kháng chiến chống Pháp thì là cuộc kháng chiến chống Mỹ, cho nên người ta phải đưa cái truyền thống từ đánh Pháp sang để tiếp thêm sức mạnh để đánh Mỹ cho thế hệ sau. Rồi khi chuyển sang mặt trận cuộc chiến hai đầu đấy, thì mình dùng cái cuộc chiến chống Mỹ để tiếp lửa cho cuộc chiến hai đầu. Nhưng sau cái cuộc chiến hai đầu đó thì là cả một cuộc chiến mưu sinh. Cho nên bây giờ người ta quan tâm đến những cái đề tài về mảng kinh tế, xã hội. Và vì thế mà có thể đôi lúc, đôi khi cái sao nhãng về những cái đóng góp của anh em mình. Thì tôi nghĩ rằng đó cũng là cái đặc điểm của xã hội. Mà dù có sao nhãng, nhưng nếu như mà cuộc sống của mình ngày một tốt hơn thì tôi cũng nghĩ rằng những người chiến sĩ cũng cảm thấy đó là hài lòng. Chỉ sợ rằng là không được như vậy, chỉ sợ rằng là cuộc sống lại không được tốt lên mà nó xấu đi, thì cảm thấy là cái sự đóng góp của mình nó có phần băn khoăn, đúng không anh? Những cái đóng góp của chúng tôi thì thực tình mà nói, so với thế hệ cái đời thời của chúng tôi thì chúng tôi thực là người trong cuộc, chúng tôi thấy là nó cũng là rất vất vả, cũng rất gian khổ hy sinh. Nhưng mà nếu mà so lại với những thế hệ trước, nhất là thế hệ thời chống Mỹ, thì chúng tôi chưa thấm vào đâu. Các anh tôi, nhà tôi là đã 5 người trải qua bộ đội. Thì trong đó là có, trên tôi là có 3 anh. Thì các anh đều qua chiến trường đánh chống Mỹ cả, ác liệt cả. Nhưng mà nhà tôi lại không có sự hy sinh. Không liệt sĩ nào. Chỉ có một anh là gọi là bệnh binh, tức là hồi xưa là anh bị nó bắn sượt qua cái tai, mất cái vòng tai, ông anh cả. Thế nhưng mà chúng tôi hiểu là cái gian khổ ác liệt, tuy rằng tôi đi nhiều, làm nhiều so với cái thời của tôi, nhưng mà so với thời chống Mỹ thì các anh hy sinh ác liệt. Nói chuyện đấy chúng tôi còn phải học, và đồng thời chúng tôi mới thấy là sự hy sinh của các anh ấy. Các anh là thời đấy là chỉ biết là đi chứ không có ngày về, các bị đi chứ không ngày về. Đấy, nhưng như chúng tôi thì lại nó khác. Như gia đình anh thì có khi tổ chức hội thảo được ấy nhỉ. Hội thảo các thế hệ, các cuộc chiến được ấy nhỉ. Vâng. Và câu chuyện thì của chúng tôi thì thời gian cũng đã khá dài rồi. Tôi cũng đặc biệt thú vị với người trinh sát của chúng ta. Tức là ở anh thì vẫn còn nguyên cái nhiệt tình của tuổi trẻ.
Mà cái điều này thì hầu như những cựu chiến binh của chúng ta ai cũng như vậy. Khơi đến đúng cái luồng lạch thì họ bỗng nhiên sống lại cái tuổi trẻ hào hùng của mình. Và một lần nữa tôi cũng không biết nói gì hơn. Rất cảm ơn anh về cái buổi trò chuyện hôm nay. Và cũng một lần nữa xin chúc anh và gia đình được sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Thì qua cái cuộc trò chuyện hôm nay thì tôi thấy là rất phấn khởi và rất là vui, không biết là nói gì hơn. Bởi vì tôi rất mong là không phải là có người mà tìm hiểu đến chúng tôi, mà tôi chỉ mong là có người là nói đến những người lính ở Campuchia. Dạ. Đấy. Nhưng mà hôm nay lại được gặp trực tiếp được chị và gọi là trao đổi, và chị có cái tìm hiểu về những cái cuộc sống hoặc là cái sinh hoạt hoặc là cái công cuộc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của chúng tôi ở bên kia. Đó là chúng tôi rất phấn khởi, và tức là đã có người đang còn nghĩ đến những người lính ở Campuchia và đang còn muốn làm bài viết về Campuchia, thì đó là điều mà chúng tôi lúc nào chúng tôi cũng ủng hộ, lúc nào chúng tôi cũng thích. Chẳng hạn như thế hệ ở Lào thì người ta cũng thích là viết về những người ở Lào, thế hệ nào cũng thế thôi. Nhưng mà tôi thì đúng là rất thích nói về cái điều này, cũng chính vì cái đó mà tôi cũng sống, cũng hay sống về quá khứ đấy, cho nên chính vì đó làm cho tôi có những tâm huyết. Anh em chúng tôi ở Campuchia, bộ đội Campuchia là chúng tôi đều ấy, như hiện tại là chúng tôi đang tụ họp dần dần lại. Bây giờ chính những một số anh em ở ngoài Yên Định, ở Nam Định, Hà Nam Ninh cũ, người ta cũng đang tìm hiểu dần, và vừa rồi chúng tôi tụ họp ở đây thì người ta cũng đang tìm hiểu, cũng một tốt người ta đã vào đến đây. Anh có muốn nhắn gửi với đồng đội của anh không? Thì sẽ có rất nhiều người xem cái video này của anh đấy. Chắc chắn là khi mà chị mà đưa cái video này lên trên đài truyền hình, ai người ta mà đã xem được thì chắc chắn người ta đều nhận ra tôi. Chắc chắn ai người ta cũng nhận ra tôi, bất kể ở trong cái trung đoàn này. Vì tôi là đặc điểm của tôi là trinh sát của pháo binh của trung đoàn, thì hầu như chúng tôi là đơn vị chúng tôi có thể là ở tiểu đoàn pháo nọ pháo kia, có thể người ta không biết người nọ kia, nhưng đặc điểm của chúng tôi là ai người ta cũng phải biết đến. Và tôi nói là Tuấn ở đại đội 19 thì chung tất cả trung đoàn hầu như ai người ta cũng biết hết, người ta nhìn thấy là người ta biết đấy, và người ta biết hết. Vâng. À, mặc dù là đã bắt tay chia tay nhau rồi nhưng mà anh Tuấn vẫn đang rất là hào hứng. Vâng, dù sao thì câu chuyện của chúng tôi cũng vẫn dừng tại đây. Vâng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, chào chị.